bia xe ở khu vực đường giữa, hoặc là một con bài mới lần đầu tiên xuất hiện, vị tướng thứ Vescott. Đúng vậy, Vescott có thể là lựa chọn đầu tiên xuất hiện ở tại chung kết thế giới 2016, sẽ có lần đầu tiên xuất hiện tại chung kết thế giới 2016. Nhưng mà tôi không chắc lắm về việc Vescott sẽ được dùng để đối phó với lại Victor đường giữa. Họ vẫn đang cân nhắc và lựa chọn này. Zilin. Hồi nãy tôi nghĩ tới con bài Zilin rất là nhanh, hoàn toàn hợp lý. Đây là một vị tướng mà kết hợp với Svenkaren, con bài Olaf đã được sử dụng rồi. Cộng với cái khả năng kết hợp cùng với Kennen nữa, đây là một cái sự phối hợp về nói về mặt đội hình của TSM, họ đang có một sự gắn kết tương đối nhất định. Đúng vậy, tôi nhớ ở tại Bắc Mỹ ở năm 2016 rồi có một giai đoạn mà Zilin được sử dụng rất nhiều. Nó kết hợp chung với lại những lựa chọn như là Bobby đường trên, Olaf đi rừng, Hecarim. Và Hecarim rồi. Nói chung là những vị tướng có khả năng băng vào tốt. Thì Zilin đem lại cho bạn một cái sự tăng tiến sức mạnh cực kỳ lớn. Ngoài cái chuyện là bạn tăng tốc, bạn còn ôm bom, bạn còn có khả năng hồi sinh lại trong tình huống của bạn đâm vào quá sâu. Với sự hỗ trợ của Zilin thì bạn có cơ hội được làm lại cuộc đời một lần nữa trong những tình huống bạn đâm sâu vào như vậy. Thì đây là một lựa chọn tôi nghĩ rằng rất tốt khi kết hợp chung với lại Olaf, Zilin, Kama và đặc biệt là cả Kennen nữa. Đúng vậy, tôi cảm giác như bên phía TSM đang khá là thành công trong những sự lựa chọn của mình. Họ đang sở hữu một đội hình mà có thể nói là họ đánh với nhau một cách rất là thành thục rồi. Đặc biệt là Bayford, con bài Kama của anh ta, có thể gọi là tướng tủ của anh ta luôn. Nó phần nào đó sẽ giúp cho WX, anh ta sẽ đảm bảo được những cái sai sót của mình trong bán đấu này. Đó cũng là một điểm mà chúng ta chưa nói tới, đó là phong độ của bên phía team Solomid. Thì thật ra đường dưới hiện tại của họ là nơi có phong độ kém nhất. WX và Bioforce là hai người tạm coi là một cái hai cuộc tạ nhẹ của team Summit ở trong giai đoạn lượt đi, để xem lượt về họ có cải thiện được phong độ hay không. Samsung Galaxy và team Solomid, cuộc đối đầu ở giai đoạn lượt về bảng D chung kết thế giới 2016 chính thức bắt đầu. Đại diện Hàn Quốc Samsung Galaxy bên phía đội 1 và hạt giống số 1 của chủ nhà Bắc Mỹ TSM ở bên phía đội 2. Có thể thấy mỗi khi mà có đội chủ nhà thi đấu, khán giả ở trường quay cực kỳ phấn khích. Đặc biệt là TSM. Đúng rồi. Đặc biệt là TSM. Niềm hy vọng có thể gọi số 1 của họ ở khu vực Bắc Mỹ ở thời điểm hiện tại. Thật sự là như vậy. Ngay cả là hạt giống cũng như là màn trình diễn thật sự và cái đánh giá chung của giới chuyên môn thì TSM ở vào thời điểm này là một ứng viên cho việc đi rất sâu ở tại chung kết thế giới 2016. Nhưng chúng ta đã thấy rất nhiều thứ đặc biệt rồi. Ở bảng A, quá nhiều thứ đặc biệt đã xảy ra. Thì việc mà team Sunwiz đi tiếp ở bảng này vẫn sẽ là một cái dấu hỏi cực kỳ lớn. Họ đang bằng điểm với cả Samsung Galaxy lẫn Royal Navigator ở bảng D này. Và nói về phong độ của những người chơi, có một người mà tôi phải chú ý đặc biệt đến rất là nhiều bên phía đội hình của Samsung, đó chính là Ambition. Thì thực ra trong cái màn thể hiện của anh ta trong là trận lượt đi đó, nó không thực sự là tốt lắm như cái cách mà anh ta đã làm. Và trong trận đấu này với TSM, anh ta cầm một vị tướng bị giảm sức mạnh rất là nhiều, nhưng đồng thời đó cũng là một vị tướng tủ của anh ta. Tôi cũng nghĩ là phong độ của Samsung Galaxy nhìn chung ở trong giai đoạn lượt đi thì có khá là nhiều điểm phải nói tới. Ví dụ như là họ phụ thuộc, thực ra họ khá là giống với team Summit ở việc là họ phụ thuộc khá là nhiều vào phong độ của đường giữa. Thì nhiệm vụ của rừng ở trong khoảng thời gian đầu là hỗ trợ mà thôi. Còn nói về Ambition thì thật ra trong khoảng thời gian lượt đi thì theo những thông số mà chúng ta đã tổng kết được thì anh ta hỗ trợ nhiều cho QV ở trong khoảng thời gian đầu, tức là từ 3 đến 15 phút đầu nếu tôi nhớ không lầm, thì khoảng thời gian anh ta dành cho QV là nhiều nhất ở trên bản đồ. Và nhưng mà nó cũng không đem lại một hiệu quả lớn gì cả về mặt màn trình diễn của QV. Vừa rồi thì bộ đôi của Samsung Galaxy cũng khá là ghê, bộ đôi đường dưới thể hiện sự ăn ý của mình khi là vừa né chiêu vừa nhá logo cùng một thời điểm, khá là ghê. Có vẻ căng kèo ở khu vực đường dưới khi mà đó là nơi mà xảy ra cái cuộc đụng độ nhỏ nhỏ đầu tiên ở dạng đầu trận. Và đường giữa tương tự như vậy, Rao, một người chơi cầm Victor cực kỳ chắc ăn đối đầu với Bisset. Tôi nghĩ là ở tại chung kết thế giới này cùng với lại Kuro thì cái combo người chơi và tướng này là ăn chắc nhất, ăn chắc mặt bền nhất, không có gì phải lo cả. Và tôi không tin rằng Bexen có thể thắng cái đường này một cách dễ dàng. Tôi vẫn để ngỏ cái cửa là anh ta thắng được đường này, nhưng mà điều đó sẽ rất khó có thể xảy ra với những gì mà Rao đã từng thể hiện với lại Victor.
Còn thắng được thì chắc là có lẽ sẽ phải chờ Sven Kren ra hỗ trợ một chút xíu đã. Anh ta đang nháy rằng mình sẽ đi qua nửa bên kia bản đồ để cắm mắt là một, hướng về phía cái bãi cua là hai để cho Bexen biết. Thì trong tình huống này Bexen với việc là Sven Kren ở nửa trên bản đồ, mắt cắm ở phía nửa dưới, thì anh ta đánh rất thoải mái. Anh ta có được sự an toàn là không sợ Ambition ra tấn công bất ngờ. Và thậm chí bây giờ anh ta đang tìm đường lên khu vực đường trên, nhưng trước đó QV cắm ra một con mắt và anh ta hoàn toàn rút lui được trong tình huống này. Phát hiện ra đường của đối phương và ngay lập tức thì Ambition quay trở về khu vực bùa xanh của mình để bảo vệ lấy con bùa. Rõ ràng là trong tình huống di chuyển này bên phía TSM phối hợp với nhau rất tốt. Khi mà Sven Kren bắt đầu nháy mình sẽ di chuyển lên phía trên bản đồ, thì ngay lập tức Bexen đẩy ở đường giữa để có thể vào hỗ trợ. Nhưng lúc này người vào hỗ trợ là QV, Sven Kren bị hất tung. Sven Kren nằm xuống là chắc cú chiến công đầu dành cho Ambition. Đó là pha di chuyển mà team Solomid mặc dù đã phối hợp với nhau trước, nhưng bằng một cách nào đó Honzer bị đẩy sát vào trụ và không vào được. Đúng vậy, nói về khả năng đẩy, để xem tình huống này đã muốn băng trụ. Samsung muốn băng trụ và Honzer là nạn nhân. Chắc Ambition bị làm choáng và trụ hạ gục Ambition 1-1 ở đường trên. Rất tốt, trong tình huống mà stack đủ nội tại của vị tướng tên Kennen giữ chân được Ambition, mặc dù băng trụ nhưng anh ta vẫn có cho mình một điểm hạ gục đó, phần nào đó cũng đảm bảo cho anh ta ở khu vực đường trên. Và nói về khu vực cái tình huống chiến công đầu đó thì về mặt chất tướng của khu vực đường trên, đồng ý là BSN đã cố gắng đẩy lính lên để hỗ trợ cho Sven Kren, nhưng về mặt chất tướng Kennen không thể nào đẩy được đường lại Rumble ở những cấp độ đầu được. Bây giờ tận dụng lợi thế hơn người và cái thò lửa đó của QV cực kỳ đáng sợ, anh ta quá nhiệt nữa. Bexen sẽ phải nằm xuống đó, đều chắc chắn một phát đánh thương nữa. Crown solo kill Bexen. Và đây là cái giá bạn phải trả khi dám cho Crown cầm bẹt cầm Victor. Và trước đó thì anh ta cũng né được những trái bom rất tốt đến từ những lần đặt của Bexen. Anh ta chưa bao giờ bị làm choáng, nãy giờ tôi thấy là chỉ cùng lắm là dính một bom thôi. Đúng vậy, cái quả bom đầu tiên thì lúc nào anh ta cũng né được cả. Anh ta chỉ cùng lắm là trúng cái phát bom thứ hai thôi. Và khi mà không bị làm choáng, anh ta tốc biến tiếp cận và dồn sát thương đủ vào Bixen. Một màn thể hiện rất tốt của Samsung trong những giây phút đầu tiên này. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về họ. Họ đang có khá là nhiều lợi thế ở trong trận đấu này, nhưng mà cái đường nãy giờ không bị rừng can thiệp, đó là ở khu vực đường dưới, thì bên phía team Solomid đang có khởi đầu tốt. Đấy là một điều mà thật ra xét về chất tướng, tôi nghĩ rằng bắt buộc Doublelift và Bioforce sẽ phải thi đấu tốt ở đường dưới này. Cái lựa chọn Jin trước của bên phía Samsung Galaxy, thật ra bạn không thể nào đi đường lại với lại Lucian. Một điều rất dễ hiểu bạn là Ruler phải sử dụng một tướng xạ thủ có khả năng sử dụng đạn hạn chế, trong khi đó Lucian bạn đánh đúng là bạn không bao giờ ngưng sát thương một lượng DPS rất dồi dào, thì rõ ràng là không đi đường lại. Và chưa kể là sự lựa chọn hỗ trợ nữa, không nhắm đến mục đích đi đường với con bài tâm kênh đó, mà nhắm nhiều đến khả năng bảo vệ giai đoạn sau trong những pha giao tranh tổng. Bởi vậy, cái việc mà bên phía cặp đôi của Samsung thu đường phần nọ cũng tương đối dễ hiểu. Cái dấu hỏi đặt ra bây giờ là họ chỉ cần không để cho cái khoảng cách này quá lớn mà thôi. Chính xác là như vậy. Ở giai đoạn giữa thì, nhưng mà cũng phải chú ý bởi vì cái ngưỡng sức mạnh của Lucian là khá là mạnh ở giai đoạn cái trang bị đầu tiên là cái kiếm Mayumu. Thì bên phía Samsung Galaxy nên chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó, bởi vì ở thời điểm đó hầu hết đội hình của bên phía Samsung Galaxy không lên trang bị giáp được. Ở đường trên của họ là Rumble đi chúng là Kennen sẽ phải lên kháng phép trước. Ambition tôi cũng không nghĩ là anh ta sẽ lên giáp, bởi vì ta đang lên sát thương trước với cái rượu TMA. Thì ở cái giai đoạn giữa của trận đấu này thì nguồn sát thương chính của team Solomid sẽ là Sven Kren, Olaf và Lucian của Doublelift, là sát thương vật lý tất cả. Đó là một điều mà Samsung sẽ phải kỳ lo ngại. Đúng vậy. Cái thời điểm đó thì có lẽ họ cần phải hạn chế giao tranh bằng cái khả năng đẩy đường của những vị tướng mạnh kiểu như Rumble hoặc là Victor của vùng đường giữa, và hạn chế tối thiểu để cho đối phương ép được những pha giao tranh đó. Bây giờ QV có lợi thế đẩy lính ở khu vực đường trên, đang tiến vào cướp luôn cho mình con bùa đỏ cùng với Ambition. Khi mà đường trên lẫn đường giữa của bạn đều đang thua thì nửa trên rừng của bạn sẽ, nói chung là bạn không có quyền kiểm soát ở khu vực đó một cách rất dễ hiểu. Đường trên QV auto đẩy và có nhiều khoảng trống để vào hỗ trợ cho Ambition ở đường giữa tương tự như vậy. Crown hiện tại đang là người chiếm thế thượng phong, đẩy lên gây sức ép trong tình huống mà Ambition tiến vào. Thì đó là một tình huống mà chúng ta thấy rằng việc mà rừng bạn đi tới đâu, đường giữa và đường trên của bạn phải đánh theo hướng đó, tức là ở nửa trên bản đồ phải là như vậy. Rừng của bạn mà muốn vào rừng của đối phương thì bắt buộc hai đường đó của bạn phải đẩy lên cao. Còn tình huống này Sven Kren đi qua đây là rất liều. Đúng vậy,
tôi hiểu được cái ý định của anh ta muốn tiến xuống khu vực đường dưới để đáp trả với Ambition, bởi vì đường dưới của họ đang rất mạnh và cái khả năng đẩy đường của Vincent đường giữa cũng là có. Nhưng cái việc mà Raw anh ta kiểm soát mắt rất tốt, anh ta biết được rừng của đối phương ở đâu và gây áp lực trực tiếp vào rừng của đối phương. Có bùi xanh này được nhường cho Vincent ở khu vực giữa, phần nào đó giúp cho anh ta cái khả năng đẩy đường sẽ được ổn định. Và hiện tại Vincent có lẽ là đã nhùng đi rất nhiều sau tình huống bị solo kill bởi Crown, cho nên bây giờ là chỉ có farm ở đường giữa mà thôi, chứ bỏ ngay cái định solo đi, bởi vì gần như là không thể trong một tình huống mà Crown đang thể hiện phong độ tốt như thế này. Nhưng ít nhất là mặc dù nằm xuống một lần, Vincent vẫn giữ được chỉ số lĩnh ngang bằng với đối phương là một điều cũng rất đáng khen. Đúng vậy. Ở khu vực đường dưới thì Bayford đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn để có thể giúp cho cặp đôi của mình chơi một cách hổ báo và vẫn giữ được sự an toàn khu vực đường dưới. Thanh Trường tung ra ruler nhận gần hết sát thương và ta còn 400 màu. Double Leap quyết định không chơi liều trong tình huống vừa rồi, một quyết định hoàn toàn chính xác, bởi tới đó cũng là hết rồi. Nhưng với lượng máu này, ruler mà ở lại là anh ta đứng trước nguy cơ bị hạ gục trong một tình huống mà Bifrost dùng cái yêu quyền của mình có kết hợp với R. Ruler sẽ mất khoảng chừng 200 máu, khi đó Double Leap hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội dứt điểm được. Dạo gần đây thì tôi thấy được cái lối mua trang bị cái bình thuốc hồi phục này nó khá là thông dụng luôn nha. Cái bình mà bạn có hai bình sạc đó, sau đó sẽ quay trở về nhà và nó hồi. Thì đồng ý bạn sẽ không phải mua máu nữa, nó sẽ giúp cho bạn có đủ lượng tiền để mua những con mắt tím được bổ sung kèm vào. Đó là cái cảm giác như cái tiểu meta bình thuốc đang được hình thành. Đó đúng rồi, như vậy. Thật ra thì tôi nghĩ rằng Rao bị dính bom không sao cả. Việc mà sử dụng cái bình thuốc này là một điều mà, và không chỉ là bên phía của Ruler mà chúng ta thấy hiện tại bên phía của Samsung Galaxy, ngay cả đường trên của họ là QV cũng đang sử dụng cái bình thuốc hồi phục này. Đúng vậy, cả đi rừng của bên phía của Ambition. Nhưng đây tình huống tấn công của mình, CoJJ là người có khả năng bị giữ lại. Nhưng nếu như CoJJ là người bị giữ lại thì sẽ là rất tốt. Anh tăng tài hiện mẫu và Ruler bật chiêu cuối. Bifrost đang che cho Double Leap, một tình huống phối hợp rất tốt bên phía Samsung, nhưng Double Leap vẫn có thể tốc biến thoát đi. CoJJ là người phải trả giá. Bifrost tốc biến là lấy tốc biến Ruler. Phía bên này thì Ambition truy đuổi Vexen, anh ta đào hầm lao tới, không hất tung được trong tình huống vừa rồi. Ở khu vực đường giữa tình huống vừa rồi nhưng chưa biến, chưa hết, bởi vì Sven Keren đang xuống, Ruler không còn tốc biến và rất khó khăn để cho Jin đối phó với Olaf cấp 6 ở trong tình huống này. Ruler một là phải có người hỗ trợ, hai là anh ta nên từ bỏ cái trụ này, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Ruler sẽ phải nằm xuống, cú ném rìu hụt của Sven Keren, nhưng Double Leap vẫn có khả năng dứt điểm thành công. Trong tình huống đó, nếu như Bifrost cùng với Double Leap mà quay trở về nhà, khó, rất khó để một tình huống mà Sven Keren có thể băng trụ một mình được, bởi vì Ruler vẫn còn đó cho mình cái hồ máu. Nhưng nhận ra thời cơ đã đến, tấn công có cho mình được một mạng hạ gục của xạ thủ và cái trụ đầu tiên quá lời dành cho Double Leap ở khu vực đường dưới. Và Double Leap được nhường hoàn toàn lượng tiền, nhưng mà để xem CoJJ có phòng ngự được hay không. Double Leap muốn giữ một phát nữa xong. Lượng tiền của cái trụ đầu tiên hoàn toàn thuộc về Double Leap, một lượng tiền cực kỳ lớn và giúp cho ngưỡng sức mạnh của ta được tăng tiến thêm. Pha đấu 2-2 này bên phía Samsung làm cũng khá là tốt. Đầu tiên là CoJJ là người nhận sát thương là một. Sau đó anh ta tốc biến lên, anh ta ngậm Double Leap vào và canh phát bắn thứ tư để nhả ra, nhưng mà Double Leap vẫn còn tốc biến. Nhưng mà cái thời điểm này tôi thấy cặp đôi của TSM họ trên cơ hoàn toàn nha. Cái kiệt sức đó của Bifrost được dành đúng thời điểm mà CoJJ anh ta ngậm vào, khiến cho lượng sát thương bị giảm đi rất là nhiều, khiến cho không đủ. Nhưng đây được lên đổ tay đôi QV và Hauser. QV chỉ còn 200 máu. Ambition xuất hiện tốc biến hất tung lên, cú lao điện cuối cùng không trúng. Ambition vẫn có thể hạ gục được đối phương với sự hỗ trợ từ chiêu cuối của QV. 4-3 cho Samsung Galaxy. Một lần nữa cái cặp đôi đường trên và rừng của bên phía Samsung Galaxy phát huy được cái sức mạnh của mình, khi mà một tình huống QV câu kéo khoảng thời gian rất là lâu, lấy đi rất nhiều những kỹ năng của Hauser. Và Hauser trong tình huống đó anh ta hoàn toàn không biết được Ambition xuất hiện khu vực đường trên. Và khi mà Ambition ở đường trên, ngay lập tức team Summit có ý định tấn công ở đường giữa. Crowd rất tự tin, Vexen có chiêu cuối và có tới hai người đồng đội đang đứng hỗ trợ, nhưng anh ta cũng không làm được gì cả. Và Crowd đang có ý định sốc biến lên và ta dứt điểm được Vexen sau tình huống quy và đánh thường. Bifrost đã vô tình bóp Vincent trong tình huống đó, khi mà anh ta, Vincent tôi biết được ý định của anh ta là chờ cái giật xét chiêu cuối của Rao dứt điểm anh ta và anh ta hồi sinh lại. Nhưng Bifrost tạo linh giáp cho anh ta, khiến cho sát thương nó không đủ. Nhưng CoJJ một mình ở đây lạc rồi, CoJJ đi lạc rồi, và đó sẽ là điểm hạ gục thứ tư dành cho team Solo Mid. Được nhường luôn cho Double League 3-0.
KDA hiện tại của anh ta, con đường đến với cái rìu đen nó gần hơn bao giờ hết. Một trận đấu cực kỳ sôi động, 14 phút trôi qua và chúng ta có 9 điểm hạ gục, 5 cho Samsung Galaxy và 4 cho Team Solomid. Những Team Solomid đang hơn tiền, rất dễ hiểu, trụ đầu tiên dành cho họ và Double Leap đang rất sát. Di chuyển nhẹ trong bụi làm gì để cho Ambition biết được. Nhưng không sao, TSM vẫn có thể cướp được con bùa đỏ vô thương với 3 thành viên, nhưng chưa hết nha, bên phải kia nhanh. Cũng 3 người. Phải nhanh, cướp được rồi thì phải về rất nhanh, một cú nét vẽ và không trúng ai cả, Team Solomid thoát về được. Trong những trận đấu gần đây của TSM thì cái việc mà Bayford, cái điểm yếu của anh ta dần dần nó được khỏa lấp bằng cái việc mà cướp rừng của Sven Garen. Cái điểm yếu mà Bayford đang mắc phải đó chính là khả năng kiểm soát tầm nhìn của anh ta không thực sự mạnh mẽ. Cái lượng mắt của anh ta cắm lúc nào cũng thua những người chơi hỗ trợ bên phía bất kỳ anh ta đối đầu với đội tuyển nào. Một điểm mà chúng ta phải xét tới hơn Sam Solo ở đường trên trước đã. Hauser né được cú lao điện đầu tiên, né được cú lao điện thứ hai, nhưng cú quy của anh ta vừa rồi cũng không trúng. Trúng một cái đã có khả năng kích hoạt sớm với tình huống làm choáng và có thể solo thắng rồi. QV đang, tôi nghĩ là QV đang thắng đường này. Mặc dù là chỉ số lính của anh ta đang thua nhưng mà KDA của anh ta tốt hơn rất là nhiều và thường xuyên là người có được lợi thế trong những tình huống mà đấu tay đôi. Đúng rồi. Và bây giờ nếu như anh ta lên cho mình cái gậy đầu lâu thì trong những tình huống tay đôi của anh ta sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Nếu như không có món trang bị này, xét riêng về mặt chất tướng thì Rumble không có cửa chơi với Kennen. Nhưng khi có gậy đầu lâu thì nhiều thứ nó sẽ thay đổi. Ở khu vực đã có giãn cách ở xuất hiện ở bên phía đội hình của TSM, đặc biệt là vị trí xạ thủ, rất nhiều lượng tiền. Nhưng mà vấn đề là như thế này, trong những tình huống mà đường dưới của bạn thắng một cách lớn như mà Team Solomid đang có thì cái trường hợp tốt nhất là bạn sẽ di chuyển xạ thủ và hỗ trợ ra các đường khác để chuẩn bị lấy trụ. Thì bây giờ Team Solomid đang làm điều đó, tôi nghĩ rằng việc có được trụ đường trên dành cho họ cũng không phải là khó khăn. Nhưng ngay lập tức Samsung là đội ra tay trước với chiêu cuối của Ambition và KDA kết hợp với nhau. Chính xác chiêu cuối của KDA. Nhưng pha kết hợp này không hiệu quả. Tới lượt Team Solomid tấn công, Sven Garen bật chiêu cuối lao vào. Và có mặt Mersen ở đây rồi. Ambition đang bị tấn công, chiêu cuối của Hauser được bật. Ambition sẽ phải nằm xuống, Sven Garen là người có thể phản cục. Phòng phía bên này, Crown 1-2, hơi khó rồi. Anh ta nằm xuống với pha thanh trừng của Double Leap. Quá tuyệt vời khi mà TSM họ di chuyển cả 5 thành viên của mình lên đây. Và bên phía của Samsung họ chỉ có 4 người, về mặt người đã thua, tức nghĩa về mặt kỹ năng của bạn, về mặt sát thương của bạn không thể nào bằng hơn so đối phương cả. Ruler ở khu vực đường dưới một mình anh ta đẩy lên, nhưng liệu rằng cái trụ này nó có đủ khỏa lấp hay không? Thậm chí là tôi không chắc là anh ta có được cái trụ này được, bởi vì chúng ta biết rồi, đây là Jin hết đạn và phải đi về. Đúng là như vậy, ngay lập tức Double League cùng với Bayford tiến xuống khu vực từ dưới và chúng ta cùng xem lại một tình huống mà Samsung họ muốn tấn công vào Hauser với tình huống chiêu cuối của KDA. Như Sven Garen xuất hiện ở phía sau, đó chính là Bayford cùng với Double League. Họ ngăn chặn hoàn toàn round một hướng. Phía đây Hauser anh ta dồn tất cả sát thương của mình vào một vị trí Ambition. Và Ambition mặc dù anh ta là một red side nhưng anh ta lên khả năng gây sát thương bằng cái rìu tia mát. Chống chịu của anh ta không có nhiều trong tình huống đó và anh ta cũng phải lên mạng sâu. Chúng ta đang thấy rằng bên phía Team Solomid họ có rất nhiều carry ở trong đội hình của mình. Chúng ta nói về màn trình diễn của Double Leap ở trong giai đoạn lượt đi tại rất mờ nhạt so với kết quả chung của phía Team Solomid. Nhưng ở trong trận đấu này với Samsung Galaxy, anh ta đang bật hạt carry mode lên. Anh ta thắng đường 30 chỉ số lính ở trong khoảng thời gian 15 phút đầu. Anh ta đang có chỉ số là 400 và đang tạo ra một cái tiền đề rất lớn để cho Team Solomid chủ động hơn trong pha di chuyển khắp bản đồ. Và thật ra thì không phải là tôi thiên vị TSM đâu, mà thật ra tôi thấy được TSM đang có bóng dáng của nhà vô địch. Đó chính là họ đang có sở hữu đội hình tương đối đồng đều ở cả 3 vị trí, thậm chí là cả đi rừng nữa. Thì với một đội hình như vậy, ở một vị trí nào bạn có thể có được phong độ không cao, nhưng những vị trí còn lại sẵn sàng có thể carry những người đồng đội của mình. Chúng ta thấy điều đó rất dễ dàng trong đội hình của ROG hoặc là SKT chẳng hạn. Chính xác, vì vậy SKT là một cái ví dụ rất điển hình. Tình huống này thì Ambition đang di chuyển ở trên mắt của đối phương. Hauser rất tự tin, anh ta có Sven Gren đang đứng đợi phía sau. Tôi nói về SKT năm 2015, các bạn vẫn nhớ đó là năm mà thật ra ví dụ như chúng ta hay nói về Faker của SKT, nhưng đó không phải là năm mà Faker carry, đó là năm mà Marine là bang với những thời điểm khác nhau liên tục vươn lên để hỗ trợ trong những thời điểm mà Faker không giữ được phong độ cao nhất. Chúng ta vẫn còn nhớ nguyên một giai đoạn dài Faker đánh Lulu để làm gì, để hỗ trợ cho Marine và bang là những carry chính của phía SKT.
thì lúc này TCM đang là như vậy. Họ chúng ta thấy được có rất nhiều những trận đấu mà từng vị trí của bên phía Team Sweat đều có thể đảm nhận cái vai trò MVP, đều có thể đảm nhận cái vai trò carry được cả. Ví dụ như Sven Gren với những trận đấu Lee Sin của ta trong giai đoạn lượt đi, với Bexen rất ổn định, Doublelift bây giờ đây là thời điểm mà anh ta nói rằng lựa chọn của tôi là Lucian, thì đang 4-0-0 và Team Solomid, cái vấn đề duy nhất mà họ sẽ gặp phải ở trong khoảng thời gian sắp tới là làm sao để đẩy được vào trụ khi mà Crown hiện tại đang rất khỏe, nâng cấp lỗi công nghệ và anh ta sẽ dọn lính rất nhanh. Vấn đề của Team Solomid là phải làm gì trong những tình huống đó? Thời điểm hiện tại thì để xem tình huống rút rừng khá là đông vui. Sven Gren đang bị giữ lại nhưng ta rất khỏe, ta chẳng có gì phải sợ cả. Crown buộc phải di chuyển vào để hỗ trợ và đó là một tình huống mà bùa đỏ lại bị cướp đi bởi Sven Gren. Đây là màn đáp trả, thậm chí là anh ta còn gây ra nặng hơn khi mà hai lần cướp bùa đỏ. Trước đó thì Ambition cũng có một tình huống cướp. Và chúng ta thấy rằng đây lý do tại sao mà nãy giờ hai lần bên phía TSM có thể vào được đường dưới của đối phương một cách thoải mái như vậy là bởi vì đường dưới của bên phía Samsung yếu quá. Đường dưới nãy giờ Ruler chỉ có thể làm được một chuyện là ôm đường dưới để cố gắng farm bù lại những cái khoảng cách mà anh ta đang bị Doublelift bỏ, ta không rời khỏi khu vực đường dưới được và nó khiến cho đội hình của bên phía Samsung Galaxy bị lủng hẳn so với lại bên phía Team Solomid. Đúng vậy. Và cái điều mà tôi vừa nói đó chính là TSM ở thời điểm hiện tại họ sẽ đẩy mạnh cái khả năng khu vực đường trên, đặc biệt là Hauser, muốn gia tăng thêm cái sức mạnh của Hauser bởi vì một vị tướng đường trên liên tục rồi đánh. Ambition sẽ bị bắt lại, anh ta có tốc biến bắt buộc phải sử dụng Doublelift lướt được qua tường, liệu có khô máu lao theo hay không, quyết định rằng cũng nhiêu đó là đủ rồi, Ambition rút lui về được. Và bây giờ Doublelift cùng với Bayford tấn công ở khu vực đường trên, trong khi đó thì Hauser một mình xuống khu vực đường dưới, nhưng có lẽ anh ta hơi chậm chân trong tình huống này và trụ thuộc về cho Samsung Galaxy. Nhưng ở khu vực đường giữa, khi mà lần này muốn cụ thể hóa bằng công nghệ xanh đuôi phía đối phương và Olaf mang bom lao vào, nhưng bùa xanh vẫn được giữ cho bên phía của Crown. Crown đang phải rút lui. Sven Gren rất khỏe với khả năng tăng tốc đến từ hai người đồng đội của mình và thật sự là anh ta rất khỏe. Hãy nhìn vào thanh máu của anh ta, đi gần 3.000 máu ở vào phút thứ 21 này, là một cỗ máy chiến đấu thật sự. Và bây giờ ở khu vực đường trên bên phía Samsung, họ hoàn toàn không thể nào phòng thủ được nữa, bỏ luôn một cửa khu vực đường trên. Thật ra họ đang muốn đánh trong tình huống này bởi vì Samsung đang mất quá nhiều lợi thế. Nếu như họ không giao tranh, họ sẽ cứ để cái quả cầu tiến này nó lăn mãi mà thôi. Nhưng đây là một thời điểm mà muốn giao tranh sẽ rất khó nha. Đặc biệt là tiền tuyến của họ là Ambition đang bị đối phương biết rằng anh ta còn rất lâu nữa mới hồi lại tốc biến. Những tình huống đào hầm vào của Ambition sẽ bị khai thác đến mức tối đa, bởi vì bên phía TSM biết rằng anh ta sẽ không rút ra được trong những tình huống cắm sâu vào như vậy. Và chưa kể cách lên trang bị của Crown hiện tại như đã nói nhằm hoàn toàn vào việc là đẩy lính. Anh ta chỉ nâng cấp lỗi công nghệ, anh ta đang hướng tới trưởng Valerie Lai. Thì trong những pha giao tranh, lượng sát thương của Crown nếu như gọi là tấn công vào tướng của đối phương và một pha giao tranh lớn 3-4-5 người thì sẽ không thực sự mạnh lắm. Đúng vậy. Bây giờ anh ta muốn xuống khu vực đường dưới Hauser, liệu rằng anh ta có tỉnh táo rút lui hay không? Và Hauser đã làm được điều đó. Và cái khả năng đẩy đường thì tôi không nghĩ rằng Jilin ở thời điểm hiện tại thua vào vị tướng Victor nữa rồi. Hai trái bom của anh ta đặt ra nếu như đặt khéo vào khoảng giữa 6 con lính thì vẫn có thể dọn dẹp được thành công cái đợt lính đó tương đối nhanh chóng và dễ dàng. Và bây giờ để xem bên phía của TSM, họ nãy giờ vẫn chưa cụ thể hóa được ở khu vực đường trên nha. Bên phía Samsung vẫn phòng thủ tương đối là ổn. Đúng vậy, họ nãy giờ Team Solomid có khoảng chừng 3 lần hoán chuyển xạ thủ hỗ trợ của mình lên khu vực đường trên, nhưng do Ambition nãy giờ rất tích cực ở nửa trên của bản đồ, thu hút bớt sức ép, thu hút bớt cái nguồn tài nguyên của phía Team Solomid trong những lần dẫn vào như vậy. Do anh Team Solomid vẫn chưa cụ thể hóa được cái lợi thế mình đang có bằng một tình huống tấn công vào trụ của đối phương, thì họ sẽ phải làm mọi cách để cố gắng lấy được cái trụ một đường trên này sớm. Chỉ có khi đó thì Team Solomid mới bắt đầu chuyển cái sức ép của mình ra đường giữa để có thể giải quyết nốt cái dàn trụ ngoài của bên phía Samsung Galaxy được. Và ép mãi thì bên phía của Samsung Galaxy cũng lụng. Đó là cái trụ thứ hai dành cho bên phía TSM. Và bây giờ cùng nhìn xem ở khu vực dịch chuyển dưới. Dịch chuyển ở đường dưới, Bexen sẽ xuống để hỗ trợ cho Hauser. Guve đang cố gắng tìm đường lui. Anh ta đang phải chạy về phía nhà của đối phương. Anh ta dùng chiêu cuối cố gắng làm chậm Hauser lại, nhưng thất bại rồi. Tốc biến né bom của Bexen. Bexen tự tăng tốc bản thân mình, quăng bom trúng. Và Guve sẽ phải nằm xuống, điểm hạ gục thứ 7 cho Team Solomid.
Vừa nói khu vực được giữa thôi, ngay lập tức BSN có tình huống dịch chuyển xuống và kẹp vào vị trí của Cuve. Rao anh ta đi bộ, nhưng đây đường giữa Vengaren bị giữ lại. Anh ta rất trâu, anh ta có 3.000 mẫu, nhưng anh ta có thể khó phát pha này. Anh ta đã phải nằm xuống Muller, bắn được hai phát trúng, ba phát thì thùng, nhưng phát thứ tư vẫn trúng Rao phối hợp chung. Và đó là điểm hạ gục thứ 7, cũng là thứ 7 cho Samsung Galaxy. Bây giờ lợi thế về người đang thuộc về đại diện của Hàn Quốc, họ đang tràn vào khu vực đường giữa và họ có được cái trụ một đường giữa. Bây giờ Bexen buộc phải tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn phải nằm xuống ruler với phát bắn cuối cùng dứt điểm đối phương, và anh ta lao lên tấn công vào WLX không đủ sát thương. Vừa rồi thì WLX không kịp hồi máu cho Bexen, có lẽ anh ta thấy cái tầm nó tương đối là xa. Bây giờ tấn công vào khu vực hàng Baron. Wow, đây là một quyết định quá mạo hiểm. Để xem trong tình huống này sẽ được, bởi vì bên phía team Sunmid chẳng còn gì cả. Hauser không có chiêu cuối, WLX không có bất kỳ phép hỗ trợ nào cả. Tôi không nghĩ anh ta có thể làm được gì trong tình huống này. Đây sẽ là con Baron ở vào phút thứ 24 dành cho Samsung Galaxy. Quá định mệnh, bây giờ cái khoảng cách nó đã không còn về cho bên phía của TSM nữa rồi, mà thay vào đó bằng bù lại Baron, Samsung mới chính là những người có lợi thế. Một tình huống giao tranh, họ đẩy mạnh cái sai lầm của bên phía TSM. Và trong tình huống này cứ ngỡ rằng Svengaren anh đi ta đi ẩu quá, nghe anh ta nên bật chiêu cuối rút lui một cách nhanh chóng hơn, bởi vì anh ta đội hình của TSM hoàn toàn thiếu người trong tình huống này khi mà họ dành hai người xuống khu vực đường giữa trong tình huống trước đó rồi. Chính xác, và Svengaren đã quá tự tin trong tình huống di chuyển của mình. Anh ta lẽ ra anh ta đã có thể đi một cái đường an toàn hơn là quẹo lên phía trên, đi theo đường sông và quay lại đường giữa, nhưng ta đi thẳng vào phía trước mặt của Samsung Galaxy, và cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Và Bexen quên rằng mình không còn chiêu cuối. Và trong tình huống này thì WLX anh ta cũng không kịp hồi máu cho người chơi được giữa của mình nữa. Tôi thấy anh ta tốc biến, nhưng anh ta không kịp những cái hồi máu, mà thật ra cái tốc biến của anh ta dùng để chạy thoát khỏi những tình huống tấn công của phía Samsung là chuẩn xác hơn. Bây giờ thua về mặt đẩy đường ở những thời gian sắp tới, bởi vì đối phương có cho mình bù lại Baron. Đây là một cái thế mà Samsung đang muốn cụ thể hóa bằng khu vực bên dưới. Tôi nghĩ rằng đây là khoảng thời gian mà Samsung sẽ lấy được rất nhiều trụ, bởi vì họ đẩy lính rất mạnh và họ có những cơ sở để tấn công từ tầm xa. Nãy giờ chúng ta thấy rằng Ruler đi đường thì tệ thật, nhưng mà bước vào giai đoạn sau, những nét vẽ chết chóc của anh ta thật sự là rất chết chóc, với liên tục những tình huống mà quét trúng đối phương giữ chân lại để cho Crown lại gây sát thương. Và đã tới thời điểm mà bên phía Samsung với bùa lợi Baron tập trung lại nhắm vào những kẻ trụ. Svengaren mà dính một nét vẽ là buộc phải dùng chiêu cuối, may cho anh ta vừa rồi anh ta thoát đi được. Đúng vậy, anh ta mặc dù cứng cáp thật nhưng sát thương của bên phía Samsung ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không thể nào coi thường được, đặc biệt là Rao. Anh ta đang muốn lên cho mình trượng Hugo khả năng xuyên kháng phép. Đến từ vị tướng Victor này của anh ta thật sự đáng sợ. Và với đội hình thuộc dạng tập trung kiểu như phía xem ở thời điểm hiện tại nữa, không cẩn thận, không để ý là sẽ hướng trọn về trường sát thương. WLX vẫn đang thể hiện với phong độ của mình, với cái lối chơi của mình. Trong ván đấu này, tôi nghĩ phần nào anh ta có thể thể hiện được điều đó, bởi vì anh ta có bảo hiểm nhân thọ với Bexen. Nhưng mà tôi nghĩ rằng WLX sẽ phải cân nhắc, bởi vì cái bảo hiểm đó là Svengaren đang mua gói trọn đời rồi. Bởi vì Svengaren luôn luôn sẽ phải là đầu tàu của team Sunmid trong những tình huống băng vào. WLX nên lúc nào cũng nhớ rằng cái chiêu cuối của Bexen sẽ phải dành cho Svengaren, chứ không phải là mình trong khoảng thời gian đầu của những pha giao tranh. Anh ta không thể nào lướt lên trên liên tục như vậy được. Mà anh ta biết điều đó, anh ta lên cái đại bác Thiên Thanh là một điều mà chúng ta dễ hiểu. Anh ta muốn có được sự an toàn với cái khả năng đánh từ tầm xa đến từ đại bác Thiên Thanh. Bây giờ thì bùa lợi Baron của anh phía Samsung không còn nhiều nữa, một đợt lính này nữa thôi, họ sẽ phải tận dụng nó tối đa. Họ tấn công một thủ hai đường dưới không thành công. Svengaren bật chiêu cuối lao lên, bom của Bexen ném và Ambition buộc phải đầu hầm thoát về. Hauser đang từ bên cánh lao tới, nhưng ta bị chặn bởi Crown. Phía bên này Ambition sẽ phải nằm xuống, nhưng cái giá phải trả dành cho team Solomid sẽ là gì đây? Hauser được Bexen hồi sinh lại, anh ta đang cố gắng chạy và anh ta tốc biến thoát đi được. Một đội không có lời cho team Solomid, và họ đang muốn tràn lên thách trừng của WLX. Nó hơi ngắn, nó hơi thiếu một chút xíu, và không có điểm hạ gục tiếp theo dành cho đại diện Bắc Mỹ. Dành quá nhiều thời gian ở khu vực đường giữa, trong khi đó Cuve đẩy đến cái trụ thứ hai và đang có thế tiến vào trụ nhà lính thứ ba qua một con Baron, lấy cho mình được 3 trụ ở các khu vực còn lại. Thành công cực lớn, thành công cực lớn dành cho bên phía Samsung Galaxy. Tình huống mà Hauser, cái pha tạt cảnh của anh ta không thật sự đẹp lắm, bởi vì anh ta đã bị ngăn chặn bởi Bexen. Chúng ta đã thấy một điểm hạ gục dành cho team Solomid, nhưng ở nửa trên của bản đồ thì họ bị mất đi cái trụ hai, không lời một chút xíu nào cả. Phải thắc mắc cho Hauser trong tình huống đó, nếu như anh ta có đủ khả năng tiếp cận
tôi nghĩ rằng nếu như anh ta sử dụng tốc biến quyết đoán hơn thì có lẽ anh ta sẽ giữ được, nhưng trong bản thân anh ta vẫn chưa có đồng hồ cát. Tình huống như vậy tương đối là mạo hiểm. Chính xác là như vậy. Nếu như mà vừa rồi Hauser cố sống cố chết lao vào cái tuyến sâu của bên phía Samsung Galaxy thì tôi không nghĩ rằng anh ta có thể tồn tại quá 3 giây đâu, bởi vì lúc đó Ruler cộng với lại Crowd tất cả mọi thứ dồn vào thì chắc chắn Hauser sẽ bật ngửa ngay, bởi vì lượng trang bị của anh ta không cho phép anh ta tồn tại lâu ở giữa đội hình đối phương, và Bexen cũng sẽ không vào đủ tầm để có thể hỗ trợ anh ta với một tình huống chiêu cuối. Bởi vì Hauser đánh chắc cú, bị Crowd chặn lại, anh ta lui về phía của Bexen, cho nên anh ta mới có được cái chiêu cuối trong tình huống vừa rồi, chứ nếu không là cũng gà gãy rồi. Và bây giờ để xem những tình huống tiếp theo thì như thế nào. QV một mình ở khu vực đường trên, anh ta vẫn còn đó cho mình cái dịch chuyển nha. Đây là lợi thế mà Samsung họ đang sở hữu. Và Samsung muốn đánh pha dịch chuyển đến từ QV, anh ta chuẩn bị đáp xuống với chiêu cuối của mình. Vẽ chiêu cuối khá là đẹp, bắt buộc Bioforce phải tốc biến bỏ chạy. Van Kieren đang bật chiêu cuối cũng sẽ phải chạy mà thôi. Và sân khấu tử thần được mở ra, Hauser bị kéo nửa cây máu. Phía bên này giao tranh vẫn đang diễn ra, Crowd nhắm vào Double Leap, nhưng Double Leap đã tạm thời thoát đi được. Trường trọng lực giữ Sven Keren lại và không có một ai nằm xuống cả. Nét vẽ của Ruler đã bị né bởi Sven Keren. Pha giao tranh khá là khủng khiếp, nhưng chẳng ai nằm xuống, TSM thoát về được. Đúng vậy, một pha giao tranh thể hiện được cái sự ra vào ăn ý đến từ cả hai đội tuyển. Và một tình huống mà Ruler anh ta bật chiêu cuối chỉ để ngăn chặn Hauser không lao vào đội hình của chính bản thân mình mà thôi. Và có lẽ trong pha giao tranh vừa rồi không có mạng nào phải nằm xuống, nhưng chúng ta cần phải xem lại để thấy được rất nhiều điều. Double Leap trong tình huống đó, anh ta phải dừng bước dưới sức sát thương của Rao. Đúng vậy, Rao đã nhắm thẳng vào Double Leap với chiêu cuối của mình và tất cả mọi kỹ năng còn lại luôn luôn đe dọa Double Leap. Và ngay lập tức Double Leap không thể nào sọc vào khu vực rừng để có thể tiếp tục pha giao tranh theo hướng có lợi cho mình, mà anh ta phải lui về phía đường giữa, bởi vì lúc đó chiêu cuối của Crowd đang chặn và đi di chuyển liên tục theo hướng của Double Leap. Như vậy chúng ta đã thấy được rằng Crowd đã nhận ra rằng mình phải làm gì trong những pha giao tranh. Nhiệm vụ của anh ta rất quan trọng, luôn luôn nhắm những kỹ năng vào Double Leap, hạn chế tối đa lượng sát thương chính đến từ bên phía team Solomid. Bởi vì đây là phút thứ 30. Cái khoảnh khắc mà bên phía Samsung Galaxy có được một lượng kháng phép tương đối thì sức mạnh của Bexen sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng vậy. Và Double Leap tôi hơi e ngại cho anh ta ở những tình huống tiếp theo, bởi vì như anh Logan đã nói, cái sát thương của Samsung, đặc biệt của QV cùng với Rao luôn nhắm vào anh ta. Nhưng anh ta vẫn với cái bản chất lì lợm của mình, anh ta không lên cho mình kháng phép. Nếu như thông thường những xạ thủ khác, tôi nghĩ rằng món đồ chì gai Morpheus sẽ là một món trang bị tiếp theo, nhưng với Double Leap đó là một thứ gì đó tương đối xa xỉ. Anh ta lên kiếm BF không biết sẽ là, không biết là huyết kiếm hay là vô cực kiếm. Tôi nghĩ rằng huyết kiếm sẽ an toàn hơn, an toàn hơn một chút xíu cho Double Leap ở trong tình huống này, nhưng mà không biết được, phải chờ xem như thế nào. Và sân khấu tử thần được mở, QV dùng chiêu cuối trúng cả bốn người. Amazon bắt đầu đào hầm vào nhưng ta đang bị sát thương trả ngược lại, đang phải lùi ra. Bexen đã tới, nét vẽ trúng vào Double Leap, và ngay lập tức Bexen phải dùng chiêu cuối bảo hiểm nhân thọ lên cho Double Leap. Nhưng ngay lập tức Samsung Galaxy đã làm được cái mình muốn, đó là đẩy được xạ thủ nguồn sát thương chính của đối phương về, và họ phá hết tầm nhìn của team Solomid ở trong hang Baron. Như vậy team Solomid chỉ có thể đi vào đây mà không có tầm nhìn. Sven Keren đi vào đây và anh ta sẽ bị bắt lại. Anh ta có giáp thiên thần nhưng không có chiêu cuối của Bexen. Giáp thiên thần của Sven Keren đã không còn, Bioforce phải nằm xuống. Conze là người có điểm hạ gục. Phía bên này Sven Keren cũng đã ngã gục. QV sẵn sàng đốt cháy cả thế giới. Crowd không nằm xuống, cú đúng tốt của Conze. Và Ruler đang ôm bom, anh ta không dính một đồng đội nào trong tình huống nổ bom vừa rồi. Rất may mắn dành cho Samsung, họ có 3 người cực kỳ thấp máu và không ai nằm xuống. Một tình huống mà TSM họ mặc dù phải bỏ lại đi hai thành viên đó là Bioforce cùng với Sven Keren trong tình huống trước đó, nhưng cái quyết định của họ là vẫn đánh. Hauser anh ta vẫn lao vào, mặc dù họ không tiêu diệt được bất kỳ ai bên phía Samsung, nhưng ít ra cái điều quan trọng nhất là họ ngăn được Samsung ăn cho mình con Baron thứ hai trận đấu này. Và tình huống rất quan trọng, Bexen vẫn biết cách để tạo ra đột biến trong những pha giao tranh. Sự kết hợp giữa anh ta và Hauser xém chút xíu nữa khiến cho Samsung Galaxy phải trả giá. Nhưng mà cái giá phải trả của Samsung Galaxy chẳng có gì nhiều cả. Họ lấy được 2 điểm hạ gục và họ đang sẵn sàng dùng Baron làm mồi câu tiếp. Ambition rất tự tin với lượng máu của mình, anh ta được CoJJ nuốt vào. Với việc trâu của bên phía Samsung Galaxy thì chẳng có gì mà CoJJ với lại Ambition phải sợ cả. Bản đấu này thì QV đang thể hiện một màn thi đấu phải nói hết sức thành công với con bài Rumble đó của anh ta. Những tình huống chiêu cuối của anh ta ở giai đoạn đầu trận thì có lẽ nó chưa tuyệt vời cho lắm, nhưng ở giai đoạn giữa trận đấu trở đi nó hoàn toàn quá đẹp. Nhất là trong tình huống vừa rồi nó trúng cả 4 thành viên bên phía của TSM.
Và bây giờ thì TSM đang nỗ lực trong việc tìm kiếm cái trụ một ở đường giữa nhưng vẫn không thành công. Ambition né khỏi tình huống làm choáng đến từ bên phía team Solvit. Samsung Galaxy chỉ đang chờ đợi những kỹ năng của mình hồi lại mà thôi. Hiện tại họ đang phải chờ đợi chiêu cuối của QV hồi lại, cho nên họ chưa thể giao tranh được. Và đây là khoảng trống mà team Solomid cần để giành lại quyền kiểm soát tầm nhìn ở trong khu vực hang Baron. Và bây giờ thì TSM họ kiểm soát được tầm nhìn đó, nhưng ngay lập tức họ phải tạm thời rút lui ra. Nhưng bên phía của Samsung họ cũng không quyết định kiểm soát khu vực hang Baron ngược lại nữa, mà thay vào đó họ sẽ đẩy đường ở hai bên cánh, bởi vì cái thế lính ở thời điểm hiện tại không có lợi cho họ. Họ đang muốn cụ thể hóa ở hai bên cánh trước và sau đó quay trở về nhà bổ sung cho mình lượng mắt. Bây giờ thì QV đang đẩy được ở đường dưới, một quyết định rất dễ hiểu. Anh ta trong khoảng thời điểm này là đợi chiêu cuối hồi lại và dịch chuyển cũng không còn, cho nên là cứ đẩy đường dưới. Và đã xong rồi, anh ta đẩy đường dưới xong, bây giờ chuẩn bị đang di chuyển về với những người đồng đội của mình, thậm chí là anh ta đang đi bộ về để cố gắng giữ cái dịch chuyển này lại, tạo sức ép ở giai đoạn sau. Cái thanh kiếm BF đó của WX nó vẫn chưa được cụ thể hóa bằng một món đồ nào cả. Ta cần thêm một khoảng thời gian để bổ sung cho mình lượng đồ cũng như lượng tiền. Trong khi đó thì QV anh ta lên cùng với những người đồng đội của mình rao tiến lên khu vực đường trên để đẩy đợt lính đang chuẩn bị đón nhận vào. Và cái thế cuồng cưa vẫn đang xảy ra ở khu vực đường giữa. Bisen đang rất thấp năng lượng. Chính xác, đó là điều mà tôi đang muốn nói. Nãy giờ những pha quăng bom của ta đang khiến Bisen rất thấp năng lượng, không còn nhiều thời gian cho team Solomid ở xung quanh khu vực này. Và đó là một nét vẽ trúng, nhưng mà thấy Samsung không biết Ambition đang bị tấn công. Anh ta bị làm choáng nhưng ngay lập tức coi giày có mặt. Nãy giờ cái combo này được bên phía Samsung sử dụng rất nhiều. Ambition sẽ lao lên để hút kỹ năng của đối phương, và khi mà anh ta gặp nguy hiểm một chút xíu nhẹ thôi là ngay lập tức Coi Jay sẽ tiến lên và nuốt người đội trưởng của mình về. Đúng vậy, có lẽ con bài Tam Ken này nó phần nào đó nó đã vô hiệu hóa rất nhiều đội hình của bên phía TSM với khả năng ngậm nuốt cũng như là cái khả năng hút sát thương của bên phía đội hình TSM. Và nhưng bây giờ thế trận chưa nói trước được bên nào đang có lợi thế khi mà cả hai bên vẫn đang khá là cù cưa với nhau. Nhưng tính tới thời điểm này, có lẽ Samsung có một chút lợi thế, lính ở khu vực dưới đang cùng với họ và họ có cơ sở tiến vào khu vực hang rồng, kiểm soát luôn con rồng đất thứ hai cho chính bản thân của mình. Bây giờ team Solmate có muốn rush Baron, tức là ăn nhanh Baron cũng không được, bởi vì họ vừa rồi là thời điểm mà họ vừa đi về. Và Samsung Galaxy biết điều đó, họ tận dụng ngay thời điểm đó để tiến vào khu vực hang rồng, lấy được con rồng đất thứ hai. Đây là một con rồng mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng. Rồng đất thứ hai giúp cho bên phía Samsung Galaxy có được một tốc độ giải quyết Baron nhanh hơn rất nhiều. Cơ bản đội hình của họ với Jin là xạ thủ đánh Baron rất tệ. Jin là xạ thủ tệ nhất cho việc đánh Baron. Nhưng mà bây giờ với việc có hai rồng đất, họ sẽ giải quyết được vấn đề đó. Cái tốc độ hủy diệt Baron của họ sẽ tăng lên rất là nhiều và nó tạo thêm sức ép từ bên phía Samsung Galaxy cho team Solomid trong những tình huống mà họ đội đại diện Hàn Quốc có mặt ở khu vực hang Baron. Đúng vậy. Chỉ cần một tình huống sơ sẩy thôi thì có lẽ con Baron nó sẽ được ăn cách tương đối nhanh chóng. Bây giờ để coi tình hình như thế nào rồi, khi mà cái đồng hồ cát đó của Hauser vẫn chưa được lên, có nghĩa cái khả năng băm bổ của anh ta giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là cho tới khi nào mà Hauser có được đồng hồ cát thì cái chiêu cũ của Bexen vẫn sẽ phải có quá nhiều lựa chọn, phải được bảo hiểm bởi Bexen. Có Sven Giren phải băm bổ vào trước, Hauser không có đồng hồ cát, khả năng chống chịu cũng vô cùng hạn chế. Và Doublelift phải tự giữ cái sự an toàn cho bản thân mình. Nhưng TSM đang ở và thấy khó. Các bạn hãy nhìn đợt lính ở cả hai cánh. Đợt lính này Samsung Galaxy đã xây dựng từ nãy giờ, khoảng chừng 3 phút vừa qua là họ chuẩn bị cho hai đợt lính này, thì tạo được sức ép ở hai cánh để có thể kiểm soát được cái khu vực hang Baron. Nhưng mà đợt lính này, hai đợt lính này chỉ một đợt lính đường giữa là bây giờ vẫn còn giữ được mà thôi. Còn đội lính đường trên đấu clip vừa giải quyết rồi, khoảng trống được tạo ra, tôi nghĩ là vẫn đủ để cho Samsung kiểm soát tầm nhìn. Đây, Ambition đang vào. Đúng rồi, Ambition đang kiểm soát ở khu vực Hemanon. Và thanh kiếm BF đó của WX cụ thể hóa bằng một cực kiếm. Crowd bị tấn công, nhưng lập tức Coi Jay đã kịp nuốt đồng đội của mình vào. Bexen cũng đang phải lùi ra, phát bắn thứ tư đó không trúng ai cả. Bioforce và Bexen phát về. Lượng máu của Crowd còn rất thấp và anh ta buộc sẽ phải lùi về. Cái tình huống mà vô cực kiếm đó của WX, tôi vừa định nói là không biết anh ta sẽ bắn ai, anh ta chỉ có thể bắn đụng vào vị trí của Ambition thôi. Nhưng bỗng nhiên anh ta có tình huống lướt lên, xả sát thương vào Rao, và Rao trong tình huống đó tôi nghĩ anh ta hụt hoàn toàn kỹ năng của mình. Khi mà sát thương của anh ta gây ra, nó không được đáng kể bao nhiêu cả. Anh ta nhắm vừa rồi là vào Bexen thì phải, nhưng mà rất tiếc là không đủ sát thương để ép Bexen phải dùng bất kỳ một cái gì cả. Bexen không phải dùng chiêu cuối, không phải dùng tốc biến. Và nhưng mà cuối cùng thì
phía Sam cũng không hạ gục được Rao với sự hỗ trợ nãy giờ rất nhiệt tình đến từ Corey Jay. Họ chỉ lấy được một cái tốc hành và cái sân khấu tử thần Ruler mà thôi. Ở đường dưới thì Hauser đang đẩy được lính này lên và nó đang có lợi dành cho Team Sam. Và họ đang đẩy ở khu vực đường giữa. Ambition tốc biến hấp tung hai người, trong đó có Doppelip và QV đốt cháy cả thế giới. Nhưng Doppelip không nhìn nét vẻ Fireball tốc biến nét và lao điện và ta sống sót. Bây giờ Hauser đã tới và ta đang dựng xét đội hình của Samsung Galaxy. Doppelip đang bắn được, và khi anh ta bắn được thì Team Solomid có cơ hội. 2 điểm hạ gục cho Team Solomid, 3 điểm hạ gục cho Team Solomid, và đó là một tình huống mà Team Solomid sẽ có cơ hội tiến vào khu vực hang Baron. Đấu tay đôi và Doppelip nằm xuống. Anh ta không có bất kỳ khán phép nào trong tình huống đó. Và lần này cái kỹ năng R của Rao nó không thể nào trật đi đâu được. Khi mà đối phương lao vào bạn thì bạn không thể nào R hụt được. R cỡ đó chỉ có trúng mà thôi. Và Doppelip máu dồn lên não. Anh ta vừa có một pha xử lý rất khủng khiếp ở trong pha giao tranh trước thì máu chưa xuống kịp và tự hủy. Cùng xem lại tình huống này, Ambition rất quyết đoán khi mà hất tung được cả hai thành viên, hai nguồn chủ lực của bên phía Team Sam. Nhưng trong tình huống này, khi mà thấy được Hauser di chuyển ở vị trí này, tôi thấy rằng chiến thắng trong pha giao tranh đã thuộc về cho bên phía của Team Sam rồi. Và họ đang làm được điều đó với khả năng băm bổ vào anh ta tốc tiến lên tiêu diệt được Kozijay. Và sau đó xả thanh trừng vào người của Ruler bên phía bên kia, Rao thoát ra khỏi tầm của thanh trừng. Và khi mà chiêu cuối của Bisen đã hết, tiến lên bắn vào người của Rao và anh ta lật luôn trong tình huống đó. Nếu thay vào đó đi ra Baron, đúng vậy. Thực ra mà nói trong tình huống đi ra Baron vẫn là mạo hiểm, bởi vì đối phương còn rừng, còn đường giữa Victor thì đi ra Baron vẫn là mạo hiểm. Nhưng mà nó vẫn sẽ nhìn nó được hơn rất nhiều so với việc bạn bay vào solo với lại Victor của đối phương và tự hủy như vậy. Nó khiến cho cái pha vừa hừng hực trước đó của Team Solomid bị cái nó hơi hụt hẫng một chút xíu. Tôi cũng hiểu được lý do, bởi vì anh ta thấy được lượng máu của Rao không có nhiều nữa. Biết đâu chí mạng ăn luôn đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh ta phải biết rằng với cái cơ thể mà không kháng phép của anh ta thì một R thôi là gãy rồi, chưa tính tới chuyện là quét đi chết chóc với lại Queen. Trong đấu này thì anh ta cũng giảm bớt cái độ lì lợm của mình rồi, anh ta lên cho mình đó là căn dễ thôi. Bắt buộc gì? Tới răng bị cuối cùng rồi không lên căn dễ thuật lên gì bây giờ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng khăn giấy thuật không giải quyết được nhiều vấn đề. Đúng. Tôi thích cái chữ gai mod ở trong cái món trang bị của bộ sưu tập của Double Return. Nhưng không, anh ta vẫn quyết định lên cho mình cái khả năng tự bảo vệ bản thân mình trước những trạng thái khống chế. Bây giờ Team Solomid, xạ thủ của họ không có tốc biến, họ sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Hauser đã có chiêu cuối hồi lại. Samsung đang bị giữ ở khu vực đường giữa bởi phía Team Solomid. Và liên tục là những tình huống múa may quay cuồng xung quanh khu vực hang Baron. Hãy nhìn những đợt lính. Đợt lính ở đường trên có lợi cho Team Solomid. Họ hoàn toàn có thể đợi đợt lính này tới trụ 2 rồi thuận theo cái thế lính để tiến vào khu vực đường trên để có thể đẩy được. Ambition có thể bị giữ lại. Anh ta đào hầm thoát đi, vẫn bị giữ lại phía bên này. Sven Kennen buộc phải bật chiêu cuối khi mà đã dính nét vẽ. Bắt buộc trong tình huống vừa rồi. Và tình huống này tôi nghĩ nhiều khả năng để xem đã. Che, phải che cho Doppelip. Nhưng Doppelip đã bị dính tia chết chóc. Beck sẽ thậm chí là tốc quyến về gần Doppelip để có thể gần với đồng đội của mình hơn trong tình huống đó. Và Team Solomid đang bị mất thế. Samsung Galaxy sau tình huống mở giao tranh ép được bên phía Team Solomid lên nửa trên bản đồ. Họ tràn thẳng vào khu vực đường giữa và họ sẽ rất nhanh chóng lấy được cái trụ 3. Hai con rồng đó phát huy tác dụng. Bây giờ họ Samsung rút lui, chơi cực kỳ cẩn trọng. Spectren đang cố gắng tập hậu cùng với đó Hauser. Hauser bị hất tung lên nhưng anh ta không lao vào được đội hình đối phương. Anh ta phải nằm xuống với khả năng chí mạng đến từ phát bản thứ tư của Ruler. Thua người rồi, Team Solomid sẽ làm gì đây trong tình huống này khi mà Samsung Galaxy tiến về phía khu vực hang Baron? Để xem, họ vẫn đang còn sở hữu Sprengaren, cái khả năng bật chiêu cuối của anh ta, chiêu cuối gần hồi rồi. Bật chiêu cuối kích hoạt thêm khả năng tăng tốc của Bisen nữa. Wow. Cướp Baron được hay không? Cướp Baron được hay không? Câu hỏi được đặt ra Sprengaren, anh ta bắt đầu lao vào như ta bị làm cản, anh ta mất giác thiên thần. Phía bên này Baron vẫn còn. Doppelip đã nằm xuống và bây giờ hết bảo hiểm rồi nha. Anh ta đang cố gắng bỏ chạy nhưng không thành công. Doppelip nằm xuống. Van Keren không cướp được Baron. Ambition là người dứt điểm Baron cho bên phía Samsung Galaxy và họ có được điểm hạ gục thứ tư trong tình huống giao tranh. Triple kill được dành cho Ruler trong tình huống đó. Và bây giờ
cặp đôi của bên phía Samsung đang tiến vào, thậm chí dịch chuyển của Cuvier xuống khu vực đường dưới nhằm lấy luôn cho mình một cửa khu vực đường dưới. Anh ta né được tình huống làm choáng của Bergsen và khi đó Bergsen chẳng còn cách nào cả. Bây giờ không còn là thời điểm mà Bergsen có thể solo được với Cuvier nữa, và ở đường giữa cũng đang phải bận bịu phòng ngự khi mà Ruler cùng với những người đồng đội đã bắt đầu tiến vào. Team Solomid đứng trước nguy cơ mất hai cửa chỉ trong một đợt đẩy này của Samsung Galaxy. Hauser đã hồi sinh lại nhưng bất lực trong việc ngăn cản, sân khấu tự thân được mở. Bergsen, Bergsen tự dùng chiêu cuối lên bản thân mình, nhưng hết chiêu cuối này thì ai bảo hiểm cho Bergsen? Chẳng ai cả, anh ta nằm xuống và Samsung Galaxy đang muốn dứt điểm trận đấu này, nhưng anh ta đó là vừa rồi co dây không hỗ trợ kịp cho Ruler. Ruler phải nằm xuống, Samsung Galaxy vẫn có được cú quét sạch của mình nhưng họ không thể dứt điểm được nữa. Họ chỉ có thể lấy hai cửa rồi cố gắng lui về, bởi vì double lift lao ra không bắt được Ambition. QV cũng đã thoát đi, Double Leap không muốn bỏ cuộc, anh ta lướt qua tường, anh ta thanh trừng nhắm vào QV né được với tình huống bật giáp và vẫn phải nằm xuống với tầm đánh đến từ đại bác linh thanh của Double Leap. Dưới đó thì QV cũng có tình huống ném lao điện hỗ trợ cho đường dưới của mình có thể rút lui, nhưng bây giờ với hai cửa tôi nghĩ đã là quá đủ với tình huống của Samsung với Comaron vừa rồi, và họ dùng Comaron này câu cái thành viên của team xem. Quá khéo, Stegaren bị một tình huống dựng chân lại với cái trường dọc lực đó và anh ta mất cho mình giáp thiên thần. Và bên phía của Samsung họ nhả đam ra khu vực hai Baron nha. Họ không muốn một tình huống mà bị mất Baron vô duyên như vậy. Stegaren tiếp tục gục ngã lần thứ hai, và trong khi đó thì báo lực Double X được hồi sinh lại đến từ biển Sen và anh ta cũng nằm lại trong tình huống tiếp theo. Pha giao tranh thể hiện khả năng phối hợp cực kỳ tốt đến từ bên phía Samsung Galaxy. Họ chia 4 người ra phía ngoài để giải quyết Double X. Ambition vẫn đứng ở trong đó để giữ Baron cho bên phía Samsung Galaxy. Và như vậy, lợi thế rất lớn dành cho Samsung Galaxy. Tiếp xem, hãy nhìn đợt lính ở đường trên cực kỳ lớn. Đường giữa và đường dưới của họ không có nhà lính. Họ phải giải quyết rất nhanh con rồng ngàn tuổi này trước khi lính làm công chuyện của nó ở trong căn cứ của họ. 6.000 máu là lượng máu còn lại của rồng ngàn tuổi. Hauser đang đứng ở phía trên. Tôi nghĩ rằng Samsung Galaxy biết Ruler đã bật sân khấu tử thần. Hauser vẫn chưa xuống được. Anh ta đang cố gắng tìm cách xuống nhưng không thể nào được. Rồng ngàn tuổi còn 2.000 máu. Ambition đang đứng trong đó. Và rồng ngàn tuổi bởi... Và dứt điểm bởi Ruler. Và bây giờ thì Samsung Galaxy đã có đủ người rồi. QV đã trở lại. Double Leap đã hết năng lượng phía bên này. QV bật đồng hồ cát. Hauser đang phải bỏ chạy. Và team Solomid đang phải tìm đường về. 4-5 người ôm nhau cùng chạy về. Nhưng căn cứ của họ đang bị tấn công bởi pha dùng chiêu cuối của DJ và QV. Một trụ bảo vệ nhà chính cho Samsung Galaxy. Hauser đã từ nhà chạy ra với hiệu ứng vệ quân. Và anh ta làm đủ mọi thứ. Anh ta hạ gục được QV. Nhưng hai trụ bảo vệ nhà chính của TSM đã không còn. Biofrost không còn máu. Nét vẽ chết chóc trùng và Double Leap tốc biến đi đã phải nằm xuống rồi. Không còn cơ hội cho TSM trong trận đấu này nữa. Samsung Galaxy là đội giành được chiến thắng. Và Samsung đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ở bảng D này trước chiến thắng, trước TSM. Mặc dù có những khoảng thời gian đầu họ bị TSM dẫn trước, nhưng với khả năng phòng thủ của mình rất kiên cường ở khu vực đường trên, câu kéo một khoảng thời gian khiến cho cái khoảng cách, đặc biệt là Double League ở giai đoạn đầu trận, họ không cụ thể hóa được bất cứ một cái điều gì cả. Và tận dụng sai lầm của bên phía đối phương. Đúng có là như vậy. Có luôn cho mình khu vực con Baron. Và Ruler thật sự, anh ta nếu như là người được chọn, tôi sẽ chọn Ruler là MVP của trận đấu này.